Dạ, con chào cả nhà. Hôm nay con sẽ tiếp tục làm clip về chia sẻ cách đánh trống. Con sẽ đánh điệu cha cha cha, điệu khúc con lên samba. Nếu cô chú nào thích ra thì nhìn theo kiểu đánh của con rồi bắt chước. Còn nếu cô chú nào không thích ra thì thông cảm và bỏ qua cho con.